Chào mừng các bạn đến với chú bài giảng của dạy làm bánh hoa lan. Thì đến với buổi học hôm nay mình xin hướng dẫn với mọi người là món bánh mì đặc ruột, món bánh mì mặn ấy, bánh mì đặc ruột và bánh mì rỗng ruột. Thì đến với bài hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi vào phần công thức. Phần công thức ở đây thì chúng ta sẽ chú ý là sử dụng là bột mì là 1 kg, là bột mì số 13 nhé. Bột mì số 13 là bột mì có hàm lượng protein từ 11% trở lên, tốt nhất là từ 13%, 12-13% là tốt nhất. Hàm lượng protein càng cao thì bánh mì của chúng ta sẽ càng dai, càng ngon, càng giòn. Men thì chúng ta sẽ sử dụng là men đỏ. Mình sẽ sử dụng là men đỏ nhé, chứ men đỏ là sử dụng cho bánh mì mặn. Phụ gia là 5-8 g, thì mọi người nếu mà phụ gia này nó có tính chất là men, thì nó có tính chất làm cho cái bột của chúng ta nó nở, nó có cái độ nở, nó sẽ tạo ra khi nó gặp nước gặp bột nó sẽ tạo ra cái độ nở rất tốt. Tiếp theo là phụ gia là nó làm cho cái khi mà chúng ta nướng bánh lên thì nó sẽ đứng bánh hơn này, nó sẽ tạo ra được cái nó sẽ làm giãn nở cái cấu trúc của cái gọi là cái tinh bột, nó sẽ làm cho xốp hơn. Thì tùy theo mọi người, mình nếu mà mình muốn bánh mình nó mềm và để được lâu thì mình sẽ sử dụng nhiều cái bột phụ gia này lên. Muối là 10 g, nước là 600, thì cái nước này mọi người cũng thể điều chỉnh thêm bớt khoảng 10 g đến 20 g tùy theo vào thời tiết. Mùa đông thì mình sẽ cho tăng nước hơn một tí, mùa hè mình sẽ giảm bớt nước đi một chút. Còn mình làm trong cái phòng điều hòa thì mình cũng có thể cho cân đối là khoảng 600 là ok. Tiếp theo là C, vitamin C nhé. Cái C này thì nó có tính chất chua thì nó cũng hỗ trợ cho cái phần bánh của chúng ta nó đứng hơn, nó sẽ làm cho giãn nở cái bánh, cái cấu trúc của chúng ta sẽ chắc hơn. Thì với phân C này thì mình có cũng được, không có cũng được. Đối với các bạn kinh doanh thì mình nên dùng, các bạn không phải kinh doanh thì mọi người không cần thiết. Tiếp theo là bột sữa là 20 g. Bột sữa này thì nó tạo cho hương vị của cái bánh nó thơm ngon hơn, nên nếu nó không có một cái gọi là đặc tính gì khác, mọi người có cũng được, không có cũng được. Với ba cái phần cuối này mọi người nếu mà không phải kinh doanh thì mình cũng không cần thiết cho, mình không có thì thôi. Cái hương sữa này 3 g thì mình có cũng được, không có cũng được. Hương sữa để khi mình kinh doanh thì nó sẽ tạo cái mùi thơm, khách người ta ăn không người ta cũng sẽ cảm thấy là ngon, người ta sẽ cảm thấy là cái bánh của chúng ta nó thơm ngon hơn so với là mình không có. Đấy là theo như Việt Nam mình làm, mình hay cho thêm hương sữa vào bánh mì không để cho nó thơm ngon hơn. Còn đối với các dòng bánh Âu thì họ tuyệt đối sẽ không dùng các loại hương liệu, thì họ sẽ tuần là bột mì có hàm lượng protein cao, ăn bánh chúng ta rất là thơm. Thì tiếp theo là mình sẽ nói qua về cách làm thì đầu tiên là mình sẽ tùy theo mọi người sử dụng đánh như thế nào. Nếu mà mọi người mà đánh bằng máy chuyên dụng đánh bột thì nó sẽ rất là đơn giản, rất là nhanh và tạo được những bột nó rất là đẹp. Còn đối với mọi người mà đánh bằng cái cối đánh trứng thì mọi người sẽ phải đánh lâu hơn một chút, và mình có thể bổ sung thêm một xíu nước để cho nó mềm, nó tránh ảnh hưởng là máy nó sẽ làm hỏng cái máy. Nếu mà cái máy của chúng ta nó yếu thì đánh bột khô nó sẽ rất là nhanh hỏng. Thì mọi người sẽ cho toàn bộ các nguyên liệu đổ hết vào cối mọi người đánh. Thì mình chú ý ở đây nữa là cái men cái muối này thì nó kỵ nhau đi, là tuyệt đối mọi người không có đổ chung lẫn vào với nhau. Khi mà mình tân thì mình không có đổ chung vào, khi mà mình đổ vào cái Âu ấy thì mình đổ cách nó ra một chút là được. Là cái phần đấy là phần men. Còn về cái phần cách làm thì ở đây mình sẽ cho tất cả vào mình đánh thì khoảng tầm tùy theo cái công suất của cái máy, cái tốc độ của cái máy của chúng ta đánh thì nó sẽ dao động là từ và mình đánh càng nhiều thì thời gian càng nhanh. Là sử một cái bột này mình đánh hết 10 phút, nhưng mà nếu mà mình đánh 3 cân bột thì nó cũng chỉ hết khoảng tầm có khi nó còn nhanh hơn, bởi vì là nó quyện, nó quận liên tục. Còn khi mình đánh ít, mình đánh vào cối to thì thường nó sẽ khó quyện hơn. Đấy. Thì mọi người cứ đánh khoảng tầm 7-10 phút, đến khi nào mà thấy cái bột nó quyện hết vào nhau này, cái lớp bên ngoài, cái nhìn cái bề ngoài của cái bột nó đang quay đấy nó rất là bóng, nó nhẵn, thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra, mình kiểm tra bao giờ mà mình kéo giãn cái bột ra và mình thấy nó nở, là nó mỏng mà nó không rách là được. Thì sau khi mình đánh bột xong bột đạt thì mình sẽ cho bột lên, mình cho nó nghỉ tầm 10 phút. Sau đó là mình sẽ nếu mà mình đánh bằng máy chuyên dụng thì mình không cần phải đi bột nghỉ. Còn đối với mình đánh bằng máy thì mình có thể chia, không cần bột nghỉ, mình có thể chia luôn. Mình có thể chia thành từng cái bột luôn. Đó, thì mình chia phần ra, sau đó là mình sẽ để bột nghỉ khoảng tầm 10-15 phút. Sau đó mình sẽ tạo hình mình V. Mình V xong thì bắt đầu mình cho vào mình để nở. Để nở thì khi mà nở tùy theo, nếu mà đánh rỗng ruột thì mình sẽ để nở cấp 3 so với cái hình ban đầu, cấp 3, cấp 4, cấp 3 cái hình ban đầu. Còn đối với cái bánh đặc ruột thì mình sẽ để nở gọi là chỉ cấp đôi thôi. Đối với bánh mì đặc ruột thì mình sẽ cân là từ 60 g đến 80 g. Đối với bánh to hơn cũng là bánh đặc ruột thì mình sẽ V là từ 120 g cho đến 150 g. Bánh rỗng ruột thì mình sẽ cân là 60-80 g, 80 g là hợp lý nhất.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào thực hành nhé. Thì ở đây mình đánh bánh mì thì bắt đầu đi vào phần thực hành. Thì mình đánh bánh mì thì mình sẽ sử dụng cái cối phối sẵn này nhá. Mọi người sẽ sử dụng cái phối xoắn này. Cối thì mình sẽ sử dụng là cối 20 lít này nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào bột này. Tiếp theo là mọi người sẽ cho men vào phụ gia nhé. Tiếp theo là bột sữa này. Muối này. Hương sữa này. Đây mình sử dụng là bột nhé, dạng bột, chút bột hương sữa. Mình cũng có thể sử dụng dạng gọi là sữa đục. Cuối cùng là mình sẽ cho nước nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp vào cối và mình đánh nhé. Thì để bắt đầu đánh thì đầu tiên là mình sẽ đánh ở tốc độ số 1 nhé. Mình đánh ở tốc độ số 1 khoảng tầm 30 giây để cho nó quyện vào, bắt đầu mình sẽ lên số 2. Lên số 2 thì với cái máy 20 lít đánh trứng này thì mình sẽ chỉ đánh ở số 2 thôi. Mình đánh đến khi nào bột đạt thì thôi nhé. Bột mình vừa đánh xong nhá, thì thời gian đánh thì mình đánh chắc khoảng tầm độ 11-12 phút gì đó. Thì tầm đó, tầm 10-12 phút. Mọi người chú ý là tầm độ 7-8-9 phút bắt đầu mình kiểm tra nhé. Thì mình sẽ kiểm tra bao giờ cảm thấy khi mà cái bột nó đạt thì là mình thôi. Thực ra nếu mà đánh với cái cối 20 lít này thì nó sẽ không thể đạt được, nó chỉ được khoảng 90% so với cái bột chuyên dụng. Thì mình cho một ít dầu ăn vào tay nhé, sau đó là mình lấy ra nó sẽ cho đỡ dính tay nhé. Mình sẽ lấy bột ra. Thì mọi người chú ý là cái bột nó đạt thì mình sẽ kéo giãn mỏng ra như này. Mà nó giãn mỏng ra như này. Khi mà mình kéo nó giãn mỏng ra thì là ok nhé. Đối với cối chuyên dụng thì mình đánh nó sẽ đạt được 100% là giãn mỏng. Nhưng mà đối với bột này thì mình nên là chính vì vậy mình phải để bột nó nghỉ. Mình sẽ để bột nó nghỉ khoảng tầm độ 10-15 phút thì bắt đầu mình sẽ chia. Hoặc là mọi người cũng có thể chia luôn cũng được. Thì cái này mình sẽ nói thêm là khi mà mình có nhiều thời gian mình muốn bánh để nở lâu hơn thì mình sẽ cho ít men hơn đấy. Mình sẽ cho để ví dụ mình muốn để khoảng 4-5 tiếng sau mình mới nướng thì mình sẽ cho khoảng 4-5 gram men thôi. Đấy. Nếu mà mình muốn để càng lâu thì mình càng giảm bớt men đi. Mình muốn nhanh có bánh thì mình có thể cho đến 15 gram men. Bây giờ mình sẽ chia luôn đấy. Mọi người cũng có thể để nở thêm 10 phút hoặc là mình có thể chia luôn cũng được. Chia luôn sau đó mình mới để bột nghỉ. Mình chia luôn xong mình để bột nghỉ. Mình để bột nghỉ xong thì bắt đầu mình sẽ tạo bình. Bây giờ mình sẽ chia làm 80 gram đấy. Bánh với bánh rỗng ruột thì mình sẽ chia làm 80 gram. Còn bánh tạt ruột thì mình sẽ chia làm 60 gram. Bánh mì chuột mình sẽ chia làm 60 gram.
Thì khi mà mình đã chia xong rồi nhé, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vê nhé. Thì mình đầu tiên là mình vê tròn trước. Mình vê tròn thì mọi người có thể làm nhiều cách khác nhau. Nếu mà mọi người làm đơn giản thì mọi người cứ vận ngược lại như này. Mình cứ vận ngược lại, vận thành dấu cộng. Hoặc là mình ngửa xuống, bắt đầu mình túm lại, cứ vuốt túm lại như kiểu là mình túm cái đó, thì mình cuộn mình vận cho nó lồi cái này lên. Đấy, thì nó sẽ nhắc cái mặt, sau đó là mình sẽ để đây. Đấy là cách để mà mọi người đơn giản, mình vận cuộn hết vào trong như kiểu mình có cái quần áo, vận cuộn lại cho nó nhắm cái phần bên ngoài. Đây cũng là một cách để mình vê. Cách thứ hai là mình sẽ vê chuyên nghiệp hơn, thì mình sẽ úp cái tay này lại, mình đặt sát, bắt đầu mình miết. Thì mọi người chú ý là mình sẽ miết ở các đầu ngón tay và cái sườn này, mình sẽ đặt miết sát dưới nền này luôn, miết sát dưới nền này. Đó, miết sát, mình miết xung quanh cái gầm của cái bánh, mình miết cái gầm của cái quả bánh tròn này. Đó, thì nó sẽ tròn như này, thì dưới đít nó sẽ có hình xoay xoáy lại. Đấy, mình sẽ quấn này. Đấy, thì cái bánh của chúng ta nó chặt thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mình quấn, mình vận tròn lại. Mọi người chú ý là mình sẽ quấn vào cái gầm, mình sẽ siết được cái gầm của cái bánh. Bánh của chúng ta thì trong quá trình đánh cũng khá là lâu nên là mình thấy nó cũng khá là nở rồi, nên là không cần thiết mình phải để một ni. Mình sẽ siết tròn lại, siết tròn dưới cái gầm bánh. Thì trước khi mình để bột nghỉ thì mình sẽ quét một lớp dầu ăn lên trên mặt cho nó đỡ bị khô nhé. Sau đó là mình sẽ quét một lớp dầu ăn mỏng. Sau đó là mình sẽ đậy nó lại, mình đậy kín nó lại. Mình lấy cái gì mình phủ kín nó lại. Nếu mà trong phòng kín thì không cần, nhưng mà mình mà ở ngoài phòng có gió thì mình sẽ đậy kín nó lại để cho nó đỡ bị khô cái mặt. Thì bây giờ mình sẽ để bột nghỉ khoảng tầm độ 10 phút, 10-15 phút. Nếu mà thời tiết mà lạnh thì mình để nghỉ khoảng 15-20 phút thì mình bê. Còn mình thời tiết nắng nóng quá thì mình cũng có thể vê luôn. Thì sau qua 10 phút thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hình nhé. Thì đầu tiên trước khi tạo hình thì mình sẽ quét một chút dầu ăn lên khay. Thì đối với mọi người mà làm liên tục ấy, thì mình sẽ không cần phải quét, nhưng mà do mình thỉnh thoảng mình làm này ra là mình sẽ quét qua một lớp này. Đó. Mình sẽ quét qua một lớp dầu lên trên khay cho nó chống dính tốt hơn, đỡ bị dính khay. Đối với các bạn làm liên tục thì mình không cần. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo hình nhé. Thì đầu tiên là tạo hình thì mình sẽ lấy cái phần bột này, mình ngửa bàn tay lên, mình túm cái phần bột, sau đó là mình sẽ ngửa nó lại, sau đó mình đập. Đó. Mình sẽ đập, sau đó là mình sẽ gấp ngược lại như này, xong rồi mình dùng cái ngón tay bên phải bắt đầu mình siết gập nó lại. Đó. Xong rồi mình gập. Mình cứ lấy đầu ngón tay giữa bắt đầu mình dí nó xuống. Mình cứ dí từng ngón lần lượt từng ngón. Đó, sau đó là mình đến cuối là mình cuộn lại, sau đó mình xòe cái bàn tay ra mình đẩy. Đó, mình đẩy như này. Ok, thì mình đã hoàn thành một cái bánh mì chuột nhé. Tiếp theo cũng vẫn như thế này. Đây là cách mình làm nhanh hơn này. Để mà cách đơn giản, cách một cách nữa đó là mọi người có thể là cán ra, mọi người cứ đập nó bẹp ra. Đó, mọi người sẽ đập cho nó mỏng ra. Đó. Hoặc là mọi người có thể dùng cái cây cán, mọi người cán, sau mọi người gập, sau đó là mọi người cuộn lại. Mọi người cuộn làm sao mình siết chặt các bạn. Mình sẽ đập nó ra này, mình túm mình đập cho nó mặc ra, bắt đầu mình dí xuống này, sau đó là mình cuộn lại, bắt đầu mình dùng hai tay mình đẩy, mình siết. Khi mà bánh mì chúng ta làm càng chặt ấy, thì cái bánh hoa nở nó sẽ càng đẹp.
Đến bước tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người đánh làm bánh mì đặc ruột nhé. Bánh mì đặc ruột thì mọi người sẽ cũng vẫn đập ra, nhưng mà mình sẽ cầm như này, sau đó mình gấp đôi lại, mình sẽ gấp đôi lại. Mình sẽ gấp đôi lại, sau đó là mình và mọi người cho lên quét một chút dầu ăn lên trên để cho nó trơn hơn. Tiếp theo là mình sẽ đập ở giữa bánh ra này. Mình sẽ đập ở giữa này ra nhé. Mọi người ngửa cái bàn tay này ra, mọi người đập này. Sau đó mọi người cầm cái bánh nhé. Sau đó là mình gấp đôi lại. Sau đó mình đập tiếp vào giữa. Mình sẽ chú ý này, mọi người sẽ gấp lại. Mọi người sẽ gấp dùng cái ngón tay cái này, mọi người dùng ngón tay phải bắt đầu mọi người gấp lại, xong mọi người đập. Đấy, cứ gấp đến đâu thì đập đến đấy. Mình sẽ gấp lại, gấp đến đâu mình đập đến đấy thì nó sẽ dài cái bánh ra. Đấy, mọi người nhìn thao tác mình làm nên mình gấp lại, đập vào giữa này, gấp lại. Thực ra thì sẽ có rất nhiều cách gọi là V khác nhau, thì tùy theo mọi người cách V của mọi người như thế nào mình cảm thấy nó hợp lý, tùy theo cách mình. Mọi người cũng có thể cán lại thôi, mọi người cuộn lại. Thì bây giờ mình sẽ để nở nhé. Với cái bánh mì rỗng ruột này mình sẽ để nở khoảng tầm 3 tiếng thì mình sẽ nướng. Còn với bánh mì rỗng ruột đặc ruột thì mình sẽ để nở và mình sẽ để khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi tùy theo thời tiết. Với bánh rỗng ruột thì mình sẽ để nở khoảng tầm gấp 4 lần. Mình sẽ để nở khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Với mùa đông thì mình có thể để nở lâu hơn tùy theo cái lượng men, hoặc là mình cảm thấy nó to rồi thì mình nó to khoảng tầm bằng khi mà bánh nó to bằng gấp 3 lần như này thì mình nướng là vừa. Với bánh mì đặc ruột thì mình sẽ để nở khoảng gấp đôi nhé. Thì mọi người cũng có thể là mình sẽ bỏ bánh khay, hai khay bánh này vào tủ. Và một là mình dùng tủ ủ, mình muốn nhanh thì mình sẽ dùng tủ ủ để mình kích nở nhé. Mình sẽ muốn nhanh thì mình sẽ sử dụng tủ ủ. Tủ ủ thì mình sẽ kích nở. Kích nở thì nó sẽ nhiệt độ, với nhiệt độ nóng thì mình sẽ để khoảng 78-70 độ, 60 đến 70 độ. Còn với nhiệt nước, kích nước thì sẽ khoảng tầm 40 độ, hơi nước nóng. Mình sẽ đặt khoảng tầm 40. Mình kích nhiệt sông khoảng tầm nó sẽ tạo nước, hoặc là mình có thể là dùng nước sủi. Mình nấu nước và mình đặt vào. Còn mọi người làm thủ công thì mình có thể để vào lò luôn. Mình bật nhiệt ở dưới là mình sẽ để khoảng tầm 100, ở dưới mình sẽ để khoảng 40, ở trên mình sẽ tắt hẳn nhiệt. Thì nó trước khi mình cho vào lò mình kích thì mình sẽ xịt qua một chút nước đi. Mình xịt qua một chút nước vào lò và vào bánh để mình kích nở thì nó sẽ nở nhanh hơn. Thì sau khi mình đã để bánh được khoảng độ 1 tiếng rưỡi nhé, thì mình sẽ nướng hết luôn, nướng hết hai khay. Đây là bên này là bánh rỗng nhé, còn bên này là bánh đặc này, bên này bánh tuột, bên này bánh rỗng. Thì nếu mà mình muốn nó to hơn thì mình sẽ để nở thêm khoảng 1 tiếng nữa thì nó sẽ to hơn nhé. Cái này thì mọi người sẽ nướng, bây giờ mọi người có thể nướng luôn. Mình sẽ để nở gấp đôi như này nướng luôn. Thì trước khi mình nướng thì mình sẽ xịt qua một lớp nước này. Đó, mình sẽ có cái bình xịt này, mình sẽ xịt qua một lớp nước. Sau đó là mình sẽ giặt mặt bánh nhé. Giặt mặt bánh thì mình sẽ có con dao tem này, sau đó là mình sẽ cứa trên mặt này. Mình đi, mọi người chú ý là mình cứa khoảng 2-3 lần
lướt qua thôi nhá, cố gắng mình khi mình rạch thì mình rạch một tí ở trên thôi. Đấy, mình kéo từ đằng cuối này, mình kéo thẳng này, kéo dứt khoát này, kéo dứt khoát một cái này. Đấy, mình kéo qua cắt được hai cái này. Thì trước khi mình nhiệt đủ bắt đầu mình mới rạch bánh nhá. Khi nhiệt đủ nhiệt bắt đầu mình mới đi rạch cái bánh, rạch mặt bánh này. Đấy, mình khi mình đủ mình để mình xét nhiệt trên là 150, dưới là 200. Khi mà đủ nhiệt thì mình mới đi rạch mặt bánh, xong rồi rạch mặt bánh xong cái thì mình sẽ cho vào bánh vào lò luôn. Thì khi mà mình cho vào lò ấy, thì mình sẽ chuẩn bị, mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái cốc nước như này. Thì khi mà mình cho vào lò mình sẽ hất vào nhé. Bây giờ nhiệt của mình thì mình đã để nó đã đủ nhiệt rồi. Đó, nhiệt thì mình đã đủ nhiệt thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào lò nhé. Thì khi mình cho vào lò thì mình sẽ hất cốc nước này vào, mình sẽ hất cốc nước này rồi vào dưới vào thành lò hoặc là vào dưới lò. Sau đó mình sẽ đóng lò lại. Thì mình đóng lò sau đó mình sẽ hẹn giờ nhé. Mình sẽ hẹn khoảng tầm độ 10 đầu tiên là mình sẽ nướng là 5 phút, nhiệt trên là 150, nhiệt dưới 250. Sau đó hết 5 phút thì mình sẽ để nhiệt dưới là 230, nhiệt trên là 220. Mình nướng sẽ thêm khoảng tầm 12 phút nữa. Mình sẽ kiểm tra nếu mà mặt bánh nó vàng thì là mình sẽ cho bánh ra. Thì sau thời gian tổng thời gian mình nướng là khoảng 18 phút nhé. Thì bánh của mình đã chín này. Đó, thì 18 phút thì bánh nó đã ok nhé. Thì mình đầu tiên là mình nướng 5 phút, đầu tiên là xét nhiệt trên là 150. dưới là 250. Sau khoảng tầm 5 phút sau thì mình sẽ tăng nhiệt mặt lên 220, dưới thì 230. Cái này thì lúc cuối thì mình có tăng cái nhiệt đáy nó lên một chút vì lò của mình đáy có vẻ nó hơi non, nên là mình nhiệt đáy của mình nó tăng lên 240 nhé. Khoảng 5 phút cuối thì mình tăng nhiệt đáy lên 240. Thì mọi người tùy theo, mọi người để ý xem bánh mình nó mà đáy mà nó mà nạt quá thì mình sẽ tăng cái nhiệt đáy lên, tăng nhiệt đáy lên thì cho nó cái phần đáy nó sẽ giòn. Bánh sẽ nóng. Ok, bánh cực kỳ giòn luôn. Bên trong thì nó sẽ như thế này. Thì với cái bánh này thì mọi người muốn nó rộng hơn thì mọi người có thể là sẽ nướng nó dài thời gian hơn một chút. Thì bánh nó sẽ to hơn, mình kẹp nó sẽ ok hơn.